Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một tựa game nhập vai hành động khá là hay. Nếu mà các bạn ức chế trong những cái pha C4 hack não hoặc những cái tựa game nào mà cực kỳ là ức chế thì các bạn có thể chọn cái tựa game này. Các bạn thì có thể vào đây chém giết nhau các kiểu. Vâng, không cần sử dụng tới bộ não linh hoạt, các bạn chỉ cần đôi tay săn chắc và các bạn có thể quay tay với cái tựa game này. Đầu tiên mình sẽ trải nghiệm cho các bạn xem nó như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn là chủng tộc. Vâng, chủng tộc này cũng được. Đấy, màu mè một tí và sẽ chọn nhân vật nào phù hợp với mình đây. À, bắn súng à. Mình là người thích những cái tựa game FPS nên mình sẽ chọn nhân vật bắn súng đi. Rồi, còn tên thì chắc chắn là các bạn biết là mình sẽ đặt tên là gì rồi. Đấy, mình chỉ thích tên này thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu. Xạ thủ. Hay lắm. Đầu tiên thì nó cho thể lực các kiểu. Vâng. Tiếp theo sẽ là nhiệm vụ. Nhưng mấy cái này là khởi đầu thôi. Chúng ta sẽ thích thú hơn bởi những cái sau. Những cái đầu thì chúng ta phải làm nhiệm vụ và đua top level các kiểu. Vâng, nếu các bạn có những cái sở thích đua top thì nó sẽ là một cái thế giới khác của bạn rồi. Còn mình thì mình muốn vào đây để chém giết nhau thôi. Đấy, khá là hay. Nhân vật anime nên những cái bạn nào fan của anime thì rất là thích tựa game này đấy, thế luôn. Thì mệnh làm nhân vật chất và mình được một cái bao tay. Về cái phần cốt truyện thì mình nghĩ mình nên tua qua cho nó nhanh, tại vì những tựa game như thế này thì mình ít khi mà đọc cốt truyện lắm. Cái này toàn tiếng Việt thôi, cơ bản là vào chặt chém nhau cơ. Chứ còn đến cái phần cốt truyện thì mình chỉ ấn nhanh để và xem nó cho cái đồ gì đấy. Mình nhanh nhất là những cái đoạn là nó sẽ cho đồ gì thôi. Còn mình là rất là lười đọc về cái cốt truyện. À, phần thư này có gì này? Úi dồi ôi, cho nhiều thế. Vâng, 300, 200, 500 rồi này, nhiều quá. Vâng, mới đầu game, game này là game mới ra nên mình nghĩ ai chơi lúc đầu thì có rất là nhiều đồ. Còn những ai chơi sau chắc là mình nghĩ là chưa, những cái người đi trước sẽ tốt hơn. Rồi chúng ta sẽ được bút thêm cái gì đấy. À, skill, đúng rồi, chúng ta sẽ cộng skill. Một đòn đánh lớn tấn công nhiều kẻ thù một lúc, ok. Khá là hay khi mà chúng ta, rồi ok, khi mà chúng ta đi farm quái thì những cái skill như này rất là tuyệt vời. Vâng, hoàn thành nhiệm vụ. Ok. Thu thập long mochi. Vâng, bọn long này thì không biết là rơi từ đâu mà thu thập dễ thế nhỉ? À, long của bọn này à? What the fuck? À, giết bọn này để lấy long. Tức là VL. Vâng, chúng ta nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. À, cái này có auto skill này. Cái này nó kiểu như là ai chơi cái tựa game Võ Lâm Truyền Kỳ thì sẽ biết được cái phần auto. Hoặc những cái tựa game lần gần đây thì nó có toàn auto thôi, không phải đánh tay như bình thường. Hồi trước cũng có những cái tựa game đánh tay rất rất là gây ức chế, phải tải thêm những cái phần mềm mà lặp lại hành động ấy, auto click ấy, rất là lười. À, biến thành con gì này? Ủa, biến thành con quỷ gì ấy? À, hình như là chúng ta sẽ hồi lại cái gì đấy và chúng ta biến được to như này. À, hết thời gian, đúng rồi, mình hiểu rồi. Cái này nó có biến to. Khi các bạn ức chế thì các bạn có thể bộc lộ hết cảm xúc của mình thông qua cái đấy, đúng rồi. Nói chuyện với ai đây đây? Vâng, nhà thực vật học. Không biết bả cho cái gì nhiều không? Ừ, mình không biết quan tâm nói chuyện với ai. Cơ bản là cho đồ nhiều là được rồi. Sau những cái màn farm quái cực kỳ nhàm chán thì chúng ta có thể tham gia nhiều hoạt động khác nhau. Ví dụ như là đấu trường này, chúng ta sẽ cùng một trận đấu 1v1. Đấy, chúng ta sẽ chọn một đối thủ cùi bắp hơn đi. Vào đấu trường thì sẽ mất một cái viên gì đấy. Ok, chúng ta sẽ vào đấu trường thử xem nó sẽ như thế nào. Đây là đấu trường 1v1 nên nó cũng bình thường nhỉ. Vâng, tự động luôn, auto win.
Rồi, rồi đơn giản thế. Vâng, mình là chiến thắng. Đồ của mình thì mình có bút thêm vài cái món đồ tím với lại đồ xanh, cho bá hơn hẳn anh em ạ. Đấy, và để mình xem nó bảo đấu tiếp kìa, tôi bỏ đi. Hình như là đây là đấu rank như sao ấy. Và chúng ta hãy vào mục thích đấu. Ở mục thích đấu thì các bạn có thể kiếm ngục vàng thì kiếm vàng này. Mê cung thích thức thì không biết là có cái gì. Hầm phía đông. Cái này hình như là kiếm thêm đồ. Đây là mình vào cái khu vực mê cung thích đấu nào xem có cái gì. Nãy thì mình vào kiếm vàng rồi. Thực sự vào đi kiếm linh tinh thôi mà mình vàng mình nhiều rồi. Tiền mình không thiếu. Nhưng cơ bản là nhiều là không có thôi. Mê cung thách thức này. Ok. Úi dồi ôi. Chưa gì gặp con boss rồi. Cái gì ấy? À, rừng phước lành tăng tốc độ đánh như sao ấy. Úi dồi ôi, con boss hơi bị yếu rồi. Bố mày mạnh lắm. Bố mày biến to luôn này. Để mình biến to. Đấy, mình đang chỉnh con skin con rất là đẹp. Chúng ta có thể sử dụng con này trong cái mục cài đặt bản thân ấy. Đấy, bá chưa anh em ạ. Mình có thêm một con pet nữa. Mà pet này thì thực sự là hơi bị cùi bắp. Xong gần chết rồi này. Rồi, hay lắm. Chưa đủ bình. Ôi, thôi xong rồi. Mình gần hết cái bút máu rồi. Ủa, boss hơi bị mệnh anh em ạ. Đây, mình để xem trong cái túi của mình. Xem có đồ gì có thể bút cho nó mạnh hơn được nữa không. Slot nhanh, ok. Rồi, con boss gần chết rồi. Không biết boss này có gì không mà nó mệnh dã man anh em ạ. Cực kỳ là kinh tởm. Vâng, tao sợ mày quá cơ. Bố mày nhiều súng nhiều đạn lắm. Bố mày nhiều súng nhiều đạn. Rồi. Úi dồi ôi. Ơ, lại boss 2 nữa, đùa bố à. Nhưng mà nhiều thế. Ơ, chúng ta có hồi sinh. Không biết là hồi sinh được không đây. Vâng, kiểu gì cũng chết. Mình sẽ sờ ngay đến cái nút hồi sinh. Còn 4 phút nữa mình mới hồi sinh được. Hình như là mình chết lúc nãy một lần rồi sao ấy. Mệnh hay lắm DM. Gắt. Con này đánh hơi bị gắt đây. Tự dưng hai con boss luôn. Kiểu như là CS Mobile vậy. Con CS Mobile thì nó cũng tăng mức độ boss khó đến lại khó hơn. Úi dồi ôi, con boss hơi bị đẹp ấy. Tuyệt vời. Thách thức Naga. Bên này có toàn người Indonesia với lại Hàn các kiểu thôi. Còn Việt Nam thì mình thấy hơi bị ít. Tại vì đây là game nước ngoài. Và cái game này cũng hỗ trợ tiếng Việt. Không chơi thì hơi phí. Con boss này trâu nhở. Gọi như con bò ấy. Ý mệnh. Cho bò làm boss hơi bị sai sai nhá. Ghê quá à. Ghê quá à. Thôi mình chỉ việc ngồi nhìn thôi. Thực sự bắn boss mà chỉ việc ngồi nhìn thấy sai sai rồi. Không cần quay tay hay là các kiểu gì trên. Không cần đụng chạm những cái nút gì trên màn hình. Mọi việc chỉ để cho máy lo. Rao 3 nữa vãi nổi. Vâng, chúng ta sẽ đến với con boss gì đây. Thách thức. Ủa ôi, tiếng gì mình không biết. Vâng, tiếng này là tiếng tiếng Anh đấy. Ủa ôi, hơi bị mệnh. Cầm cây lưỡi hái khá là đẹp. Vâng, chúng ta có nhiều cái góc nhìn. Đấy, các bạn thấy không ạ? Đẹp không ạ? Rất nhiều góc nhìn để cho chúng ta có thể nhìn khi mà con nhân vật chúng ta kêu con boss. Đấy, mình sẽ biến to hơn. Ủa ôi, con boss mạnh thế. Vâng, gặp boss nào cũng như con bò ấy. À, có lốc xoáy này. Quên dùng. Quên dùng. Vâng, những cái kill của khi mà chúng ta biến lên thì nó sẽ có. Nhưng không để ý thì quên dùng. Ghê thế nhở. Nó có skill khóa kill của mình lại kìa. Gắt thật. Hay lắm DM, cố lên bạn ơi. Ấy chứ nhầm, cố lên bạn nhân vật này. Đừng chết. Mình tin bạn sẽ sống được. Rồi còn con này nữa thôi, ra 3 rồi. Thời gian còn lại hơn 10 phút. Vâng, 10 phút để chịt boss. Không quá khó đâu bạn này.
Trời ơi, những pha vùng vẫy cuối cùng của con boss thật là tội nghiệp. Trời ơi, tạm biệt. Ơ, cái định mệnh ra 4 nữa này. Kinh vậy. Vâng, đến giờ nào mới hết bây giờ? Vâng, con này còn khóa di chuyển cơ. Con kia thì khóa kill, còn con này thì khóa di chuyển. Chật. Rồi, mình vẫn chưa đủ chạm đến cái khu vực gì ta? Chiến đấu tập thể. Đấy, mình thích cái đoạn bem nhau tập thể. Mình thấy, mình đọc cái hướng dẫn ở ngoài mình thấy có. Chứ là một nhân vật của mình chưa đủ cấp độ. Vừa nãy giờ cài SML anh em ạ. Lên được cấp 25 rồi. Rồi, bình tĩnh thôi. Úi trời, nó quét kìa. Cái dao của nó như kiểu như trổi quét nhà ấy. Mệnh. Úi trời. Hồi 10 phút mà không biết là ra bao nhiêu con này. Vâng, bây giờ hết hết quét nhà rồi anh em ạ. À, vẫn còn bị mệnh. Cái dao làm như cái chổi quét nhà ấy. Dã man. Vâng, trói buộc không cho di chuyển. Đậu phộng hiếp người à. Vâng, con boss này có skill hấp diêm nữa. Nó khóa di chuyển. Vâng, ta thấy bonus thêm phát quét nhà cực kỳ đẳng cấp đến từ cây kiếm trên tay của thanh niên kia. Dã man. Vâng, đừng nói là có round 5 nhá. Đấy, lại có round 5. Kinh vậy. Mỗi con boss nó càng tăng thêm cái độ ổ báo. Vâng, tao sợ mày quá cơ. Bố mày tuy là con gái thôi, nhưng vẫn là ăn tất và ăn cả đất xung quanh. Thế thôi. Mình nghĩ là đi tầm 10 phút xong ấy, và đi tầm đi hết cái đống này thì nó cho chắc cũng nhiều ấy. Vì đi nhiều mà. Con pet của mình thì hơi bị khám lọ. Không biết nó chui rúc gì dưới chân của con kia. Nó không thể ngăn cản được những cái đòn đánh do con boss tạo lên con nhân vật chủ của nó. Tờ VL vẫn bị choáng liên tục. Cái thằng khốn nạn này chơi toàn choáng nhỉ. À, có bút này. Con tao sợ mày quá cơ. Thì Shin DF là gì? What the hợi. Vâng, máu cũng gần hết rồi. Mình nghĩ đã đến lúc mình kết thúc cái trận này. Kinh quá. Ôi, con boss như con bò ấy. Mệnh. Vâng, cho bò vào làm boss thì đúng là sai sai rồi. Rồi. Hết nhá. Tuyệt vời. Ngục 5 tầng. Quá là dã man. Mở được cái gì đây? Tiêu 80 pha lê để mở thêm một thôi. Em không có tiền. Mở được từng này là ok rồi. Vâng, áo thôi. Đấy. Không biết là nó cho cái gì. Đôi khi cho những mấy cái ngon ngon đấy. Thẻ thú cưng. Ok. Để mình ra xem cái thẻ thú cưng thì nó có tác dụng gì. Đây rồi. Có thể trao đổi cho thu nuôi. Vé có thể trao đổi cho. Méo hiểu. Vâng, chả hiểu luôn. Các bạn có thể tự vào chơi game mà tìm hiểu nhá. Còn cái ngục này. Ngục này thì tốn tầm tốn đá để có thể là kiếm thêm đồ. Mấy cái chỗ này thì chúng ta có thể kiếm thêm đồ. Đi boss kiếm thêm đồ. Còn đấu trường. Đấu trường thì nó có mở hoạt động. Ví dụ như là tầm 9 giờ hay là mấy giờ ấy thì nó sẽ cho các bạn đấu với nhau, kiểu như là đấu trường tập thể, hấp diêm tập thể đấy. Rất là nhiều hoạt động ở cái mục thông báo này. Đây. Thế giới boss, đấu trường La Mã, đánh trận và đấu trường thứ hai và chủ nhật. Còn mấy cái này là hàng ngày từ 8:30 à, đấu trường La Mã chỗ nào ta? Chắc là cần level cao hơn. Đấy thì mình chỉ review sơ sơ gameplay như này thôi. Các bạn có thể tìm hiểu thêm. Các bạn có thể tìm hiểu thêm gameplay nó sẽ như thế nào nữa. Chúc các bạn may mắn và trải nghiệm game vui vẻ nhá. Bye bye mọi người. Bye bye. Để vô làm một phát chém gió thêm một phát đấu trường nữa xem.
chọn thằng nào mày mày đấy, thằng 6.800 này. Vâng, bố mày lại win nữa thôi, auto win mà. Úi dồi, ra nhau rồi. Ui, gắt đấy. Rồi, vẫn win. Tuyệt vời. Vâng, bye bye mọi người. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.